sao bắt đầu đau mắt rồi. Sim, sim, đúng rồi, sim. Nói chứ hồi lớp 4 á sơ cũng dạy gái. Hồi lớp 4 sơ cũng dạy gái lắm mấy con à. Tại vì sao ta, kiểu như là hồi đó là sơ có rất là nhiều bạn nữ mà kiểu như là sơ sao ta, ê dù gì thì người ta cũng là một vị thần, chỉ là giả bộ dưới hình dáng loài người thôi mà. Sao vậy? Tất nhiên là phải lập waifu từ khi còn nhỏ rồi. Nuôi vợ từ khi còn nhỏ chứ. Thì nói chung là sơ có rất là nhiều bạn nữ xung quanh. Gọi chung là có thể coi một dàn harem á các con à. Thì đó. Nên là hồi đó kiểu như là sơ để dành tiền. Kiểu như là sao ta, thỉnh thoảng thì mami sẽ cho sơ tiền để mua kem á, nên là thay vì để ăn kem á thì sơ để dành hết nửa năm trời luôn, xong rồi lấy tiền đó mang với bạn nữ ra ăn bánh. Really nigga. Xong rồi mấy bạn nữ đó kiểu như cảm ơn Yuka nha, trời bánh ngon quá, Yuka là nhất ý da. Xong rồi lúc đó sơ cũng kiểu trời ơi ba chuyện dễ về chứ cô gái dễ, trời ba đồ quỷ. Còn có khi á, tiền lì xì á mà kiểu mami giữ một nửa đúng không? Xong rồi nhiều khi á, không, mami giữ gần như là giữ hết chứ. Nhiều khi là sơ sẽ xin lại từ mami một xíu để lên mua nước, mua bánh cho mấy bạn nữ ăn. Là tất nhiên là cũng mua cho mami rồi, ý là cô gái thì vẫn là một cái gì đó nó ngấm vào máu, hiểu không? Oh my god! Wow! Chết rồi, mami để xem hả? Thôi không biết gì hết nha. Có gì lát nữa cắt bỏ đoạn này đi ha, không ai biết gì hết. Mami sẽ không biết gì cả. Oh my god.